cách gì để chim cút con mới nở, uống nước không ướt lông lạnh chết và đuối nước? Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Ngọc Diệp TV. Trước màn hình thì quý vị xem này, thấy mấy em chim cút của mình đang tắm cát, nhìn rất sạch sẽ không quý vị? Nếu quý vị thích nuôi chim cút kiển hoặc nuôi ít cho vui thì cứ làm theo cách của mình. Ở lớp dưới này là cát mình đã phơi khô, giúp là nó rút nước của phân chim cút nha quý vị, nó sẽ không hôi và đến lúc mấy em này tắm cát á, nó sẽ trộn phân lại, nhìn cũng không dơ nữa. Đây quý vị thấy nè, nhìn quay gần luôn nè, cái phân của nó rút nước rồi nó còn khô, mấy em này bơi riết nó trộn lẫn ở trong luôn nè. Còn bên đây thì mấy em chim cút con mình ấp nở cách đây mấy ngày, và cái cách ấp của mình cũng rất đơn giản thôi, dễ làm và phụ kiện thì cũng dễ kiếm vật liệu á. Đây quý vị thấy không, cái cát của mình nó hay không? Đó, phân chim cút nó khô luôn quý vị thấy không, nó ỉa ra có nước đàng hoàng như vậy, nhưng mà cát nó rút lại làm cho cái phân mình nó khô đi, phân của con chim cút nó khô, lộn phân mình nữa nhé. Hôm bữa thì mình đắp nó nở được 14 con quý vị. Hôm nay khan tiếng quá quý vị thông cảm, nói chắc nghe sẽ không rõ, có lúc nó bị dập dìu quá quý vị. Thì bạn mình qua chơi thì mình cho hết 9 con rồi, mình giữ lại 5 con mình nuôi quý vị để nối tiếp mấy em này. Mấy em này mình nuôi một thời gian nữa mình sẽ thịt, tại vì nó mập quá rồi và nó lớn nữa. Ú nù luôn vậy ơi. Đó, thấy không? Thịt không? Chưa giờ hâm dọa mấy em rồi. Hiện tại đang đẻ trứng á, trứng thì mình mới lấy ra hết rồi. Bạn mình thì bắt về được có 1 ngày rưỡi 1 đêm mà chết hết mấy con nữa quý vị, rất là uổng luôn. Gặp mấy con mình mà tặng bạn mình á thì rất là đẹp và điều. Còn mình giữ lại 5 con đây, có bị đẹp nữa nè và yếu một con. Tại bạn ấy không biết nuôi nên mình giữ những con mà nó yếu và nó đẹp mình nuôi. Mà bạn ấy không biết cho uống nước á, nên nó bị ướt lông. Ướt lông quý vị, nó lạnh thì nó chết rồi. Và một số em thì bị đuối nước. Nên bạn của mình á, thì chỉ còn từ 9 con mà chỉ còn lại có 3 con à, bị ướt lông lạnh chết và đuối nước chết, nên còn lại 3 con. Hiện tại thì mấy em này đang nuôi ở đây trong cái thùng giấy vỏ này á, thì mình vẫn còn ấm đèn chứ quý vị, do là mình quay cái video này mình lấy ra để nó không bị chói. Và sẵn dịp thì hôm nay mình sẽ nói để quý vị và các bạn biết là cái cách mình cho mấy em chim cút này uống nước không bị ướt lông và đuối nước, để tránh cái tình trạng mà nó chết thì nó uổng đi. Chim cút mà đã nở ra được là đã mừng rồi, mà nó chết thì cũng quá uổng. Nhưng mà giờ thì để mình cho mấy em chim cút này ăn đã quý vị, tới giờ ăn rồi thôi nó đói. Xong rồi mình sẽ nói tiếp nha quý vị về phần cho chim cút con uống nước không bị ướt lông và đuối nước. Đó, còn bên đây thì thức ăn. Đây là tẩm bổ cho chim bự. Thức ăn của mình thì mình không có xài thứ thức mà chuyên dụng của cút nha quý vị, mình lấy thức ăn của cám gà mình cho ăn luôn. Đây quý vị thấy không, nó vẫn ăn bình thường. Mình có bổ sung thêm thì chỉ cho mấy em này sâu gạo thôi. Đây mấy em này gặp sâu gạo thì mừng lắm, y chang như mình lâu lâu ăn được bữa tôm hùm vậy đó. Đó, quá đã luôn quý vị. Đó, dành nhau luôn. Có con chim cút trống này ga lăng hay sao mà không ăn, để cho 5 em cút máy ăn ga lăng hay là chen không lại. Này mình khoái con chim cút trống của mình.
một mình em mà cưng hết 5 em chim mái trong đây nhìn đẹp rồi đó. Giờ mình sẽ trở lại vấn đề là cho chim cút con uống nước không bị ướt lông nha quý vị. Để quý vị xem và tham khảo. Vâng, đây là cái bình mình cho chim cút con uống nước để không bị ướt lông đây. Cách của mình á chỉ là áp dụng từ 100 đến 150 con thôi nha quý vị. Nếu số lượng nhiều nữa thì nó sẽ có một cái máng của công nghiệp. Đây, cái này á là quý vị đoán thử bình nước để cho con nào uống không? Đây là cái bình nước để cho chuột hamster uống quý vị. Mình mua về mình chế lại cho con chim cút uống. Đặc biệt cái vòi này là nước nó sẽ không tự chảy ra nha quý vị. Đây mình chút thử nè. Đó. Trên đầu nó vẫn có nước. Ở trong này nó có một cái viên bi. Lúc mình chổng lên vậy á thì cái viên bi nó sẽ chạy xuống trong cái lỗ này quý vị. Đó, trong đó viên bi quý vị thấy không? Còn lúc mình chút xuống á thì cái viên bi nó sẽ che cái miệng lại thì nước nó không ra. Nhưng lúc đầu mình để vào thì mấy em chim cút này nó chưa có biết cái gì đâu. Quý vị phải tập. Mới nở ra một ngày tuổi thì quý vị phải tập. Còn chim của mình đây thì mấy ngày rồi nó quen rồi. Nó quen mà giờ mình không biết để vào nó cũng có uống không nữa do là nó bị no nước rồi. Nhưng đầu tiên là quý vị mấy chim con vô nó nở ra giỏ cỡ này quý vị là quý vị lắc này nè. Đó nó nghe tiếng kêu là nó lại nó thấy nước uống. Đó nó lúc mà nó dình nước trên xuống thì quý vị thấy nó uống nè. Đó. Là nó đâu có bị ướt lông thôi quý vị thấy không? Đâu bị ướt lông đâu. Và cũng không bị đuối nước nữa, đâu có nước nhiều đâu đuối. Giờ mình sẽ treo này lên quý vị. Một tay cũng biết treo được không đây nữa nè. Ở đây thì mình có gắn một cái cây nè. Đó. Máng cọng dây vào đây. Và xoay cái này ra qua đây. Ở dưới thì mình cũng có một cái khay giỏ vừa đựng thức ăn và vừa để mà nước có dỉu xuống thì vẫn nằm trên đây. Thì mấy em chim cút cũng uống hết rồi, tránh tình trạng ướt cát. Đâu vì thấy coi quen rồi nè. Mình bảo đảm là cách của mình là không bao giờ ướt lông nha quý vị. Ướt là dạng như là ướt hết lông á nó mới lạnh nó chết, chứ còn ví dụ như nó giọt trên đây giọt thì không sao quý vị. Để quý vị nói là không bao giờ ướt lông, nói sao thấy giọt trên đây giọt này quý vị. Lúc lúc đầu tiên là quý vị phải lắc lắc như này, nó nghe tiếng kêu rồi á, nó khát quá thì nó sẽ lại nó uống ở dưới, uống ở dưới hết thì nó thấy trên đây còn động động trên vòi đây động nước nó sẽ tự uống đó quý vị thấy nè. Mình làm rất là chân thực luôn, không có xạo và để mà gạt quý vị và các bạn. Cũng như là ấp trứng cũng vậy nữa, có nhiều bạn vào xem là nói mình xạo nhưng thực ra thì nếu quý vị không tin thì mua cái trứng lộn về thì nó trong đó nó đã có cái con sẵn rồi, quý vị về chỉ biết cái cách mà giữ ấm thôi và bao nhiêu độ thì nó sẽ tự nở. Và cũng có nhiều lúc thì nó cũng sẽ chênh lệch ngày với mình, ví dụ như mình ấp 5 ngày quý vị có thể ấp tới 10 ngày, là do là quý vị mua trứng á. Có thể là cái trứng nó con nó còn nhỏ, còn mình mua là chuyên gia mình lại mình nói là lấy cho tôi con lớn hoặc là con sát có lông trỏng luôn thì về nó sẽ nhanh nở hơn. Và cũng có một số bạn mua về ấp thì cũng có gõ mõ nhưng mà nó không ra được, nó chết. Lý do là quý vị và các bạn mua cái người bán nó bán lâu quá đi, rồi để ở ngoài nắng hoặc là ngoài mưa, rồi không là để trong mát mà lâu lâu nắng cũng dọi vào á, rồi nó bị khô nước đi rồi nó chết, rồi một số thì bị thúi. Đâm ra quý vị và các bạn cũng có một số bạn cũng chửi mình xạo làm sao ấp nở được. Thì bữa nào quý vị nào không tin á thì mua về làm thử nó sẽ biết à. Còn đây là thức ăn của chim cút con của mình nè. Clip trước thì mình cũng đã quay rồi thì hôm nay mình chỉ cho ăn thôi, mình cũng không có nói nữa như vậy. Đó, để không quý vị nói sao có một cái đó mà nó hoài. Này cũng thức ăn gà con luôn chứ không phải là cám. Mình nuôi cút đây là mình không có dùng cám chuyên dụng của nó như vậy. Nó có một loại cám riêng cho cút luôn, mà cái đó quý vị mua nuôi có mấy con là đi mua cực lắm, đâu phải chỗ nào cũng có bán. Cứ dùng cám gà đi, thiếu chất thì mình cứ bổ sung thêm mấy em này vào. Rồi quý vị cứ
rảnh thì đi hang ít cỏ, hoặc là muốn thảy vào đây mấy em ăn bổ sung cho đủ chất. Và cái cách mình cho chim cút con uống nước thì đơn giản vậy quý vị. Quý vị chạy ra ngoài các tiệm chim cá cảnh, mua cái bình của chia gì chuột hamster về thì mấy em này sẽ tự uống thôi. Thế mình cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn quý vị và các bạn clip sau. Mấy em của mình thì đang có lông cánh ra hai bên quý vị, nhưng mà vẫn còn ấm cái đèn. Ấm ban ngày ban đêm luôn quý vị, chứ không phải là ban đêm không. Đó, nhìn cưng không? Cút là mình nuôi thùng giấy không quý vị, không có nuôi lồng sắt và mình cũng không có đậy trên đây nữa. Em mấy em mình dễ thương lắm, đi vô chim cánh cụt vậy đó. Nhưng mà một tháng quý vị phải tỉa sơ mấy em lại, nếu không mấy em này cũng bay. Để clip sau mình sẽ tỉa sơ mình quay.